Oh, hell no! Hello, 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 I can hear you. Oh my God! Wow! Ok, có lẽ là tôi hơi bị béo, nhưng mà các bạn cũng thấy cái sự đáng yêu và sự dễ thương đến từ tôi đấy bạn. Rồi, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh channel của Ultimate. Và đây là lần đầu tiên tôi đã xuất hiện trên mặt ảnh ngoài mong đợi của tất cả các bạn. Rồi, các bạn, như các bạn đã thấy là cái đoạn ở đầu của video là một phần chào đón nồng nhiệt của tất cả các bạn và sự đóng góp quý báu của tất cả các bạn. Những câu hỏi và sự tương tác một cách mạnh mẽ đã tiếp sức cho tôi trên con đường làm YouTuber đầy thử thách này. Tôi hy vọng phần 2 của video hướng dẫn sẽ giải đáp thắc mắc của tất cả các bạn trong việc mua game, hoàn trả game, tặng game cho bất kỳ ai, và tôi sẽ không quên hướng dẫn cho tất cả các bạn về game Don't Start Together. Có rất nhiều lý do chúng ta sẽ chơi Don't Start Together. Đầu tiên các bạn cũng sẽ thấy cấu hình game yêu cầu khá là nhẹ, đúng không? Nếu bạn không còn lựa chọn nào khác, mà trong khi bạn nghèo cháy túi, không có đồng nào. Thôi, tôi không muốn các bạn là tôi thân thiện. Tôi không muốn các bạn phải ghét tôi. Đó là cái sự đau đớn của tôi. Đó là chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Các bạn cũng sẽ thấy đồ họa của game Don't Start Together nó sẽ có cấu hình khá là đơn giản, khá là không yêu cầu cầu kỳ gì cả. Oh, 2 phút rồi à. Ngoài ra thì cũng sẽ là một tựa game co-op giúp tất cả các bạn chơi online với nhau, tương tác với tất cả các nhau, và có rất nhiều việc phải làm khi bạn chơi Don't Start Together. Tin tôi đi, bạn sẽ thấy bù đồ bù cổ vì nó quá nhiều việc để làm. Dạ, yeah. Rồi chúng ta sẽ đến với phần 2 của video hướng dẫn sử dụng Steam, và tôi sẽ không quên hướng dẫn về game Don't Start Together nha. Và hãy nhớ, nếu bạn cần gì hãy quay lại phần 1 để xem cách tạo tài khoản và một số cách thiết lập cơ bản để bạn có tài khoản một cách ngon nghẻ nhất và cách cực kỳ tốt nhất nha. Hy vọng bạn sẽ hiểu ý của tôi nha. Yeah. Và tôi không biết là tôi đã sai không khi mà nhiều câu hỏi mình là video đoạn phần 1 thì nó không phải là dài lắm, nên chắc có lẽ là phần 3 này thì sẽ là khắc phục được những câu chuyện đó nha. Rồi, chúng ta sẽ đến với phần 2 của video hướng dẫn sử dụng Steam. Đầu tiên để mua game, các bạn nhớ vào phần đặc sắc cho mình, đặc sắc ở cửa hàng. Chúng ta sẽ mở truy cập vào cái app ở trên Steam. Sau đó kéo xuống, chúng ta nhớ phần ưu đãi. Chúng ta nhớ phần giá thấp nhất. Lúc này sẽ có rất là nhiều game giá rẻ hơn so với mức quy định. Ở đây tôi sẽ mua một tựa game tên là Napis. Tôi sẽ mua tựa game tên Napis. Chúng ta kéo xuống nhé và theo dõi. Ở đây chúng ta có hai mục. Các bạn nên loại bỏ những đơn hàng mình không nên mua nhé, nếu không là giá sẽ rất là cao. Đây, tôi đã bỏ một đơn hàng đi. Chúng ta chỉ còn Napis thì chúng ta mua cho bản thân. Chúng ta thử cách mua cho bản thân. Ở đây có các phương thức thanh toán gồm Visa, Mastercard, ví điện tử, thẻ tín dụng nội địa, ngân hàng trực tuyến. Tôi chọn ngân hàng trực tuyến. Tôi đồng ý với tài khoản. Tiếp tục Smart Pay. Lúc này sẽ chuyển tới một trang để chọn ngân hàng của bạn. Rồi, tên chủ thẻ, tôi sẽ chọn tên chủ thẻ của mình. Ôi giời. Chúng ta nhập vào thanh nhập mật khẩu ngân hàng của bạn, cũng tức là mật khẩu càng mật khẩu ứng dụng tài khoản ngân hàng của bạn. Nhấn vào là để lót mã captcha một cách dễ nhất. Tôi đồng ý với tài khoản, xác nhận, kiểm tra mã OTP ở điện thoại. Nhấn vào thanh toán.
hợp tác thành công. Bạn trở về email của mình để kiểm tra. Ở đây tôi sẽ mở Gmail của mình để kiểm tra. Đây, đã có cảm ơn đã chọn Steam. Lúc này chúng ta đã mua thành công Steam và đây là hóa đơn của nó. Đây là hóa đơn xác nhận. Đây là hóa đơn chứng thực bạn sở hữu từ game đó. Napis Pins. Thế thì nhớ tôi kích để tôi sẽ xem tôi game cái game này của nó. Với cơ bản đó là một game giả lập, nói chung là không phải là hay lắm. Cho nên tôi sẽ, nếu bạn đã mua tự game này rồi thì bạn muốn hoàn tiền không? Thì tất nhiên là có tính năng hoàn tiền. Đầu tiên các bạn nhấn vào quay lại cái hóa đơn ở trong email của mình. Nhấn vào phần đây, nhấn vào đây. Nó sẽ chuyển sang trang cập nhật lý do để hoàn tiền. Lúc này bạn sẽ nêu cho bên Steam biết vào một lý do để bên Steam xét duyệt bạn có được hoàn tiền hay không. Lưu ý là bạn phải nạp ít nhất cho $5 mới sở hữu được tính năng nạp bạn. Phải sở hữu ít nhất $5 mới cho phép bật tính năng hoàn tiền. Ok, lúc này bạn sẽ chọn một sản phẩm. Lúc này sẽ dẫn bạn có một trang chọn sản phẩm. Lúc nãy là tôi đã cho bạn thấy là nó không đủ $5 để cho phép bạn bật tính năng hoàn tiền ở trên Steam. Thì điều kiện hoàn tiền là bạn phải mua game không quá 2 tiếng và là bạn chơi game không quá 2 giờ và mua game không quá 2 tuần nhé, mới cho phép bạn hoàn tiền. Thì tôi sẽ chọn sản phẩm tên là Napis. Bạn chọn nhầm, tôi đã mua nhầm. Tôi muốn yêu cầu hoàn lại tiền, nhấn vào đây. Đền bù vào ngày 5 tháng 12, Napis. Chọn phương thức hoàn trả. Tốt cho bạn nên chọn phương thức hoàn tiền và ví Steam của tôi bị hoàn tiền bằng dịch vụ ngân hàng trực tiếp nè. Hình như là đã không còn hỗ trợ nữa rồi. Lúc này bạn nhấn vào phần gửi yêu cầu. Rồi, bạn sẽ chờ một thời gian khá là dài, tôi không biết khi nào nó cho phép bạn hoàn tiền trở lại. Rồi, robot trở lại, quét về phần email, chúng ta sẽ kiểm tra. Lúc này một cái email được gửi về chúng ta, tôi sẽ nhấn vào phần dịch thư. Oh no. Nói chung đây là cái email để thông báo cái việc chúng ta muốn hoàn tiền. Thông báo chúng ta về cái dịch vụ hoàn tiền nhé. Rồi bây giờ chúng ta đã mua rồi, chúng ta đã biết cách hoàn tiền của game rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tặng game. Để tặng game thì ít nhất là bạn cũng một để tặng game, đầu tiên là bạn phải cần một tài khoản đã nạp đủ $5 và tiêu thụ ít nhất $5 trở lên, và một tài khoản chưa đủ $5 hoặc là đã đủ $5. Bây giờ tôi sẽ đăng nhập cho tài khoản chưa đủ $5. Lúc này nó sẽ thông thường là nếu đăng nhập vô một cái trình duyệt mới thì sẽ bắt chúng ta một cái mã đăng nhập. Bạn quay lại cái Gmail của mình. Gmail đã đăng ký tài khoản Steam. Lúc này chúng ta lấy mã đăng nhập tổ hợp phím CTRL+C. Quay lại tab đăng nhập, chúng ta nhập cái mã này vào, nhấn vào xác nhận, tiến hành đăng Steam. Ok. Bây giờ chúng ta đã có một cái tài khoản đã chưa đủ $5. Chúng ta quay lại cái tab và trình duyệt thứ hai, đã đăng nhập vào tài khoản đã đủ $5. Bây giờ chúng ta nhớ vào phần quay trở. Chúng ta quay lại cái tab tài khoản chưa đủ $5. Nhớ vào xem hồ sơ. Lúc này chúng ta đã có một cái link để chúng ta kết bạn. Tổ hợp chúng ta sẽ sao chép và tạo một cái tab mới. Chúng ta dán cái tab đó. Rồi chúng ta nhớ phần thêm bạn. Bắt buộc tài khoản đủ $5 mới kết bạn được, mới gửi lại kết bạn thì bên kia mới chấp, bên kia mà xác nhận là được. Tải lại trang. Nhấn phần tin nhắn, nhấn vào là mời, đồng ý. Bây giờ chúng ta quay lại cái phần Steam, nhấn vào nhấn thuộc phải, nhấn vào danh sách bạn bè, nhấn lần nữa, đây nó đây. Ok, chúng ta sẽ kiểm tra lại để có xem là có mặt trên tài khoản Steam chưa. Đây chính là của Quốc Đại, một tài khoản Steam mà chúng ta chuẩn bị tặng game. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến phần tặng game chính thức nhé. Quá trình hơi bị trục trặc, mong bạn thông cảm. Bây giờ tôi sẽ mở một cái đầu gửi game bây giờ. Tôi sẽ tặng một game tên là WitchX, gửi để làm quà. Mua để làm quà. Đây, đâu. Vũ Hoàng Đại. Bạn thích chơi Vũ Hoàng Đại. Ngoài ra, bạn có thể nhấn vào đây để lên lịch tặng quà, bao gồm các mốc thời gian, ngày, tháng và múi giờ. Tôi nhấn vào tiếp tục. Tên người nhận thì các bạn có thể ghi tên bất kỳ. Hello. Đây là phần tin nhắn để bạn nhập cái lời nhắn gửi cho đối phương.
lời nhắn các bạn là lời chúc tốt nhất để yên nào thưởng thức cho bắt đầu vui vẻ khả lam. Ở đây chỉ là mẫu lời chúc thôi, chữ ký của bạn. Alright, chúng ta tiếp tục. Thì lúc này nó sẽ chuyển sang một trang y hệt cho bạn mua game. Tôi sẽ chọn ngân hàng trực tuyến đã xử lý. Và lưu ý là nó chỉ có tác dụng ở các quốc gia quy định nhé. Những giao dịch mua tại Việt Nam, mua tại quốc gia của bạn chỉ có thể thêm vào thư viện nếu bạn đang ở Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Brunei. Đấy, tôi đồng ý về điều khoản. Chọn ngân hàng của bạn. Và bây giờ tôi sẽ làm ở một cái gì đó. Tôi phải nhập một cái tài khoản ngân hàng của mình. Tôi là nhập nhầm thiệt chứ. Nhập phần thanh toán lúc này nó cũng sẽ chuyển sang y hệt tại một game. Mật khẩu Smart Banking. Nhớ phải làm đến lót mã cách trai dễ nhất. Tôi đồng ý với điều khoản, xác nhận. Quay lại cái điện thoại của bạn, kiểm tra mã OTP. Bạn nhập 6 chữ số nó vào. Thanh toán phải không? Bạn quay lại email để kiểm tra. Tải lại. Cảm ơn đã mua quà. Xin chào sucker. Đấy. Vụ quá tải. Họ sẽ thông báo qua email. Đấy. Rất là đơn giản. Đây. Cũng y hệt như vậy. Vụ quá tải thì tôi cũng đã nhập cái email y hệt như vậy rồi. Bây giờ tôi sẽ đăng xuất cái tài khoản Ultimate Rider. Rồi, lúc này tôi đã đăng nhập vô tài khoản để đã được tặng quà. Tôi nhớ vào phần bạn nhớ vào phần tin nhắn. Bạn nhớ vào phần kho đồ, nhớ vào phần quà cho xử lý. Lúc này bạn xác nhận nhận quà. Thêm vào thư viện của tôi. Ok, nó đã được thêm vào và chúc mừng bạn đã sở hữu tựa game With It. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn về tựa game Don't Start Together. Nếu bạn có hứng thú về tựa game này, bạn có thể tiếp tục xem video này nhé. Ok, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn về game Don't Start Together và hy vọng bạn sẽ hứng thú với tựa game này. Bây giờ chúng ta sẽ chơi cái phần thư viện. Chúng ta sẽ mở cái app của Steam lên. Đây, mở cái app thư viện, cái Steam lên xuống nhà sau đó chúng ta đăng nhập vào cái tài khoản Steam của mình. Là bạn phải có mua sẵn game Don't Start Together mà tôi đã đề cập ở cái thằng 1, ở cái phần 1. Không lý thi dài dòng nữa, tôi sẽ vô phần thư viện của Steam. Lúc này chúng ta sẽ thấy cái game Don't Start Together chưa thể chơi được đâu. Sau đó chúng ta nhấn phần dưới đây, nhấn phần công cụ. Ok, đâu. Đây. Bạn đang cài cho mình cái Dedicon server. Thông thường là bất kỳ game nào mà nó có chữ Dedicon test server. Đây bạn có thể thấy những game khác cũng có nha, cái chữ Dedicon test server. Tức là game đó có online với nhau, có tương tác với nhau qua mạng. Là chơi qua mạng. Cái họ nhà phát triển họ sẽ tạo cái DD này để mà kết nối lên hệ thống của họ và hiển thị cho toàn bộ những người chơi trên tất cả thế giới. Rồi chúng ta sẽ phần khoan, những phần chơi. Tôi quên giải thích slot các bạn nhé. Cái mục chơi Don't Start Together khi bạn chọn cái dòng này thì chúng ta sẽ chạy với phiên bản với số bit cao nhất mà cái phiên bản hệ điều hành Windows của bạn đã cài đặt. Còn phiên bản 32 bit là một phiên bản khác, là phiên bản giới hạn. Với lượng số bit như vậy thì tốc độ tải game, tốc độ load in hay là tốc độ sự hay là tốc độ những tốc độ khác thì nó bị giới hạn một chút. Ngoài ra thì các bạn dễ bị cái hiện tượng off memory, tức là tràn RAM khi mà sử dụng phiên bản với số bit thấp. Vì số bit thấp thì nó sẽ sử dụng với lượng RAM quy định của nó. Để tôi chọn dọc đầu. Rồi chúng ta sẽ quay lại cái phần này, chúng ta nhấn phần workshop. Các bạn cũng thấy cùng workshop rồi. Sau đó các bạn ở quốc gia của tôi thì may mắn là đã có những người đồng
quyết làm là những bạn mới tới tôi việc hóa game. Thì việc ở quốc gia, nếu may mắn quốc gia của bạn có những người làm được cái mod phiên dịch cho ngôn ngữ game đó thì các bạn thì bạn có thể đăng cái group trên Facebook nha. Bây giờ tôi ở Việt Nam thì tôi sẽ tìm cái group ở Việt Nam này. Đây là Don't Start Together ở Việt Nam của tôi này. Bạn muốn hỏi gì, bạn muốn biết gì chỉ cần đăng bài, bạn biết lên, bạn muốn giờ chơi giúp bất kỳ ai, từ những người chơi thông điên ở trên Don't Start Together ở quốc gia của bạn. Thì một bạn bạn ở Rossi thì Don't Start Together Rossi. Đấy. Và tôi sẽ quay lại cái phần WhatsApp. Ở đây là do quốc gia tôi thích tiếng Việt và tôi có giỏi ngôn ngữ, cho nên tôi sẽ dùng một mod phiên dịch tiếng Việt. Ok, tôi thấy cái phần Don't Start Together tiếng Việt rồi, tôi đã sắp ở đây. Cái mod này nó cũng ít lỗi, nếu như cái mod tiếng Việt nó ít lỗi. Cái việc viên dịch thân tiếng Việt của tôi, có người ta biết là làm ra, cho chính khoản gã. Và dịch rất là sát nhé, dịch rất là sát, tôi có thể thấy nha. Dịch rất là sát. Thủ đồ, bản tóm tắt. Sau khi tôi sắp phần tiếng Việt thì tôi sẽ tìm cái phần thông báo trạng thái. Đó với những người chơi Việt Nam thì bạn hãy sắp cái mod này nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm tôi đã xuất môn tiếng Việt này, tôi xuất môn trạng thái đăng ký. Thật ra là cái môn cái này chỉ thay thế cái tên là để mà thay thế cái nút tải về. Ta tìm nút status. Môn giao diện, đây là một môn giao diện giúp bạn cho phép bạn biết số ngày mà mình đã trải qua, và hiện tại này là chúng ta sẽ có 4 mùa xuân hạ thu đông. Mức bao tử cho phép bạn hiển thị cái bao tử là mức đói, cái sức đói của bạn, mức não và hai và cái chỉ số sức khỏe là chỉ số sống còn của bạn, nhiệt độ và chỉ số bị ướt, đây là chỉ số bị ướt. Để tôi đã sắp đây này, tiếp theo là tôi sẽ tìm mon tên là Adepansi. Nó tôi có đã sắp mon Adepansi này. Rồi để mà tiết kiệm thời gian, mod đã cài xong. Đây chỉ là một cảnh báo của Clan, họ không chịu trách nhiệm và họ không có công hỗ trợ những cái mod mà không chính họ chứ không do chính họ phát triển. Tất nhiên là chúng ta sẽ chơi mod, chúng ta phải chịu cái những rủi ro đó. Nhưng mà tôi đã sử dụng mod rất là lâu rồi, cho nên là nó rất là ổn, nên bạn cứ việc mà xài. Tôi sẽ đảm bảo cho bạn. Rồi chúng ta sẽ thấy cái phần mod, chúng ta nhấp vào mod. Một cái nhanh thì các bạn giúp cho mình những món này ở đây bên quanh em có thể tốt còn đâu trong ngạo. Nếu bạn không có biết tiếng Việt, nếu bạn không biết khắc khổ cả cái món này, một thơ báo thái ba món này các bạn chứ nhớ các bạn dùng. Các bạn nhấn kích bật lên thì bạn có thể tìm WhatsApp này, nó đều nằm trong tất cả WhatsApp. Còn bị status tại mon thì tôi đã nói rồi. Còn thông báo trạng thái thì tổ hợp phím ALT cộng chuột trái và cholesterol bất phẩm trong game thì nhân vật sẽ chat lên toàn bộ hệ thống và khoe. Nói chung đây là mon khoe khoang, khoe mon khoe của và có nhiều mon thành tích thật tích. Đang còn một mon nữa cũng khá là OP, hơi bị kỳ chốt một mon này. Tôi không biết thì các bạn nói bỏ qua. Bạn mở server các bạn mod cho để cho mình cái HI with slot. Rồi sau đó các bạn xếp nó, click vào xếp nó. Áp dụng này. Rồi, cái mục tìm kiếm của em là bạn sẽ tìm những server không do chính mình tạo ra. Và nếu là không, bạn chỉ là một thành viên tham gia vào cái server đó thì chủ họ tổ chức là chủ server đó có quyền ban, có quyền đá hoặc cấm chơi vĩnh viễn mãi ở server đó tùy vào cái mức độ phá hoại của bạn. Tôi hy vọng bạn sẽ là những người chơi thiện tâm, những người chơi thân thiện. Ở Việt Nam thì tôi sẽ tìm từ khóa là Việt Nam và chữ viết tắt chữ VN. Nếu muốn những người chơi cùng quốc gia với bạn thì bạn nên gõ cái chữ từ khóa ngắn gọn như vậy để chơi, để tìm thấy những server của dòng chính quốc gia của bạn tạo ra. Ủa, đây rất là nhiều. Ở đây là bạn click vào đây và nhấn vào xem mon. Nó giúp bạn cho biết những mon và cái chủ server đó đã áp dụng lên tất cả những người chơi đó. Instant style hả? Và click vào nó sẽ dẫn đến cái trang để bạn sub cái mon đó.
và có thể tắt đi nếu trong trường hợp bị phát game hoặc là out game. Còn đây là mod xem thế giới, các phần cài đặt thế giới, các phần vực ở trên mặt đất, hang động ở dưới lòng đất. Còn phần cài đặt thế giới là sẽ ảnh hưởng đến cái mật độ sản lượng. Còn phần tái sinh tài nguyên sẽ ảnh hưởng đến tốc độ hồi sinh, tốc độ sụp hồ và tốc độ hồi phục. Và cái phần xem người chơi chim lêu lêu bạn click lại lúc này là bạn có thể thêm bạn vô. Tôi thấy thấy bạn chim lêu lêu click vào đây và bạn sẽ thấy cái nút phần tin nhắn này không mời mời bạn click vô và bạn chấp nhận nhé. Rồi chúng ta sẽ qua lại cái này. Chúng ta sẽ qua tìm cái phần tạo game. Chúng ta sẽ có mức độ cực khó, kiểm tra cũng rất là ảnh hưởng tới cái độ khó của server, dễ, bình thường, khó, cực khó. Cái phần rừng và hang động tôi đã giải thích rất rồi, chúng ta sẽ bỏ qua cái phần này. Chúng ta sẽ nói cái phần này ở phần 3, cái ta ngon nghẽ nhất. Tôi sẽ bật ngon adjust with slot, còn cái nhà này bạn có thể bật tắt kỳ dẫn tỉ. Đây, tôi sẽ chọn rất dễ, cái phần kiểm tra là bắt buộc nhé, không chịu cùng. Sau đó dẫn tới cái một này, bạn sẽ đặt tên cho server. Thì ở Việt Nam được khóa của tôi thì về nào. Ultimate. Còn đây là phần tin nhắn bạn muốn nhắn hay là muốn cảnh báo gì cho những người chơi chưa vào server. Còn kiểu server, cái mức độ cái chế độ game là cái mức độ khó của game. Thì sinh tồn là khi chết sẽ biến thành ma. Biết là ma sẽ gây tuột não cho tất cả những người chơi khác. Và khi bị tuột não với một mức nhất định thì bạn sẽ gặp ma sẽ cắn bạn, mà sẽ giết bạn cho đến khi bạn chết thì thôi. Và đó là cuộc chiến không bao giờ chấm dứt. Nếu bạn gặp ma thì tất nhiên là lượng não của bạn không thể nào mà tăng lên, rất là khó. Trừ phi bạn có những giọt mật và những mức giúp bạn tăng não. Ok. Bạn muốn giết nhau không? Giết nhau không? Đánh nhau, số người chơi tối đa 5-6 người. Bạn muốn ăn mật khẩu không? Mật khẩu là 1, 2, 3. Đây, kiểu server. Nói chung là đây là thiết bản đi. Cái phần cài đặt ra thế giới thôi. Cái phần cài đặt ra dành cho cái server. Còn đây chính cái độ hoang sơ là chết luôn. Bạn lưu ý trong cấp 1 cái chế độ là sinh tồn. Và chế độ bạc tập là hai chế độ này. Mà chỉ có những vật phẩm quy định mới cho phép bạn đổi nhân vật. Còn chế độ hoang sơ khi chết là sẽ cho phép bạn đổi nhân vật. Hoang sơ là chết luôn, không có bất kỳ vật phẩm nào sinh, không có bất kỳ vật phẩm nào tác dụng để hồi sinh. Còn chế độ sinh tồn, chế độ bất tận thì cho phép bạn hồi sinh, nhưng mà chế độ bất tận dễ nhất là cho phép bạn lập tức hồi sinh khi ám vào cổng ngoài. Còn chế độ sinh tồn thì khi chết thì chỉ có thể sử dụng những vật phẩm, để hồi sinh. Khi bạn tạo server ấy, thì tất nhiên là bạn sẽ thấy cái phần này. Đâu đây. Chúng ta nhập vào tab manager. Chúng ta có thể thấy lượng RAM mà nó đã ăn. Mặc dù tôi chỉ bật một cái mon thôi nhé. Đây. Có rất nhiều nhân vật, tôi sẽ chọn lại nhân vật. Còn về kỹ năng và những gì tôi biết khi cho nhân vật đó thì tôi sẽ nói cả cái phần 3. Bây giờ chúng ta chọn hai nhân vật newbie. Wendy thì sẽ có một chị hoặc một con ma, tức là người chị của Wendy sẽ hỗ trợ và bảo vệ cho Wendy. Nhưng mà Wendy là đây là một nhập có bất lợi một cái có chỉ số sát thương cơ bản rất là thấp. Còn đây là Udo sẽ giúp bạn chặt cổ cực kỳ nhanh, nói chung là chặt cây rất là nhanh. Ok, tôi chọn Udo. Ở đây thì tôi không có cái skin. Thông thường mỗi ngày thì Kalei sẽ tặng bạn một bộ món quà, thì giảm cái màu sắc, cái màu cam là nó sẽ có cái độ vip nhất. Nói chung là chỉ để làm đẹp thôi, cái sự kiện chỉ để làm đẹp mà không làm cái gì khác. Hoặc là bạn có thể mua bán trao đổi. Các bạn có thể tôi cũng sẽ nói ở phần ba cho các bạn rõ. Rồi tiếp tục. Bạn nhấn play, nhấn y để chắc cho toàn bộ người chơi biết U là xác chất bí mật. U là chất bí mật, tức là những người chơi gần đó sẽ thấy được tin nhắn của bạn và nó sẽ không cho biết
cho nó sẽ không cho biết những người chơi khác. Bạn nhấn space. Nhấn space. Đấy, sau đó bạn sẽ nhấn phím. Nhấn CRT L. Nhấn giữ chứ, tôi là nhấn giữ. CRT L. Đó, chúng ta nhấn giữ. Cộng chuột trái. Cộng chuột trái. Đó. Một cách rất là hay. Sau đó các bạn cứ ship. Sự ship. Đó rất là hay nhá. Trang bị, nhấn chuột phải để trang bị. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái lưu ý khác nữa khi bạn chơi Dropstart Together. Những cái bạn. Bây giờ nhấn space. Nhấn phím space. Đó, bạn thấy tốc độ chặt rất là thường. Bây giờ nhấn chữ chuột. Sự chuột. Tôi hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào. Tôi nghĩ là bạn đã khoái rồi. Tôi cũng thấy cái đầu mà nó một cái chân mặt kia còn là bị tốt. Cái chân mặt kia là cao. Đây là tách chế tạo. Có rất nhiều chúng ta để chế và giúp chúng ta sinh tồn ở cái thế giới thực này của được thì đẹp này. Thì đây là một thế giới tạo lập nó trong Don't Start, nên là một từ game giả lập tạo ra một thế giới để bạn tương tác, các bạn chơi mà nó không có cốt truyện. Vì Don't Start cái đó là bạn câu up online với nhau, nó không có cốt truyện như cái bạn Don't Start. Tất nhiên là game có cốt truyện nhưng mà ở cái bạn offline, các bạn khác không phải là bạn Don't Start Together. Và game có 3 bản DLC, tức là 3 bản mở rộng, là những cái thêm mới vào thay mặt cho game Don't Start Together. Tức cái game Don't Start cũ, khi bạn mod ra cái và bạn mở rộng đó vô cái game Don't Start thì sẽ thấy nó rất là khác và nhiều thứ để làm hơn. Và cái phần tắt từ các bạn giả, nói chung là cái cơ bản về Don't Start Together tôi chỉ thấy có thể nói tới đây thôi. Và hy vọng bạn sẽ nhớ nghe. Không, xin lỗi rồi, chúng ta out ra này, phải không? Nhớ vào server chơi đó, trở thành 8. Ở cái bảng này là bạn sẽ có thấy chiếc giày và cái kích, bạn sẽ thấy cái chữ kích đá hoặc là cấm chơi. Đó, bạn là chủ host sẽ có cái quản trị, sẽ có ngôi sao như vậy. Và nó sẽ cho phép bạn hiệu suất máy chủ. Nó sẽ cho phép bạn biết hiệu suất máy chủ như thế nào. Ok. Một cái lưu ý nữa là khi mà đang ở cái mức mà chuẩn bị sẽ chiều hoặc là chuẩn bị đến buổi sáng thì game nó sẽ load in để save game. Thì lúc đó có thể rất là lag. Thì tôi khuyên tất cả các bạn nên phải có 4GB trở lên và sẽ để mức người chơi là số người chơi là 2 đến 3 người nếu trong một trường hợp cái máy bạn yếu, có một máy bạn yếu. Bây giờ chúng ta đang chạy một cái server gốc và tức là server nó không qua bất kỳ cái trung gian nào để mà tăng hiệu suất cho máy, giảm nhẹ cái mà áp lực cho máy. Ok, bây giờ tôi sẽ là phải nhấn F. Các bạn nhấn F cho mình nhé. Bây giờ gặp nhau thì đang có một số nhân vật thì không nên ăn thức quái vật, rất là tiêu cực. Nó rất là tiêu cực nha, không nên nha. Rồi cùng chúng ta, bây giờ chúng ta sẽ out ra tìm hiểu những cái khác về cái cơ bản của Don't Start Together. Đó, chúng ta sẽ có bộ sưu tập. Đây là kho chứa đồ của bạn, tủ đồ, chứa những skin, quán màu dịch để trao đổi mua bán, đổi mã thưởng của Clan, cửa hàng mới cho đây là cái mua ga, mua những cái gói skin, là nói chung là mua những gói nhân vật, những gói skin đầy ghét, các bạn phải gọi là ghét. Phần bản tổng tập ở đây là bản thống kê lịch sử du lịch, những người sống sót, sổ tay cây trồng, đây là chỉ những cái phần thống kê thôi nhé. Đã gặp cáo phó, tức là những người chơi, những
cái liệt kê những số lần bạn chết, liệt kê số lần bạn chết hình ảnh của cái kiểu sẽ công chặt, nói chung là cái phần thống kê thôi nha. Còn tiếp lập thì chúng ta có bàn kế đặt thiết bị đầu vào rung sông FF volume. Các bạn hiệu ứng, các bạn hiệu ứng chặt cây, chúng ta sẽ chặt cây, chúng ta sẽ nghe cái tiếng chặt, chặt cây thì khi bật về không thì chúng ta sẽ không nghe tiếng chặt cây nữa, và những cái hiệu ứng âm thanh khác nữa không có. Còn bạn thấy nghe nhạc to quá là cứ giảm đi nha. Còn là âm thanh môi trường, kích thước giao diện tự động đăng nhập đã bật, hiển thị mật khẩu, màn hình đi biển, bút cục ba lô, lọc chat trên Steam, lọc tên máy chủ tự động tạm dừng đã bật, tôi sẽ tắt đi. Khi tạm dừng thì nếu mà trong trường hợp bạn là đồ chủ server thì tất cả những người chơi khác sẽ bị đóng băng cho đến khi chủ server hoạt động trở lại. Thu thập dữ liệu đồ họa, cái mặt đồ họa thì các bạn chỉnh nha. Rung màn hình, hiệu ứng biến thể, hiệu ứng chói, màn hình chớp nháy, bóng râm, kết xuất theo luồng, texture treatment, chế độ netbook, kết cấu cỏ, tốc độ làm mới, màn hình, độ phân giải toàn màn hình, nâng cao, bồi thường lắc, dự đoán, dấu của virus, cam file camera, tự động đăng ký mon, đã tắt, moving hit icon console auto faceit, nút điều khiển đã cắt một là một hotkey click vào là bạn mình kháng nhé. Nhấn sau đó là bạn sẽ nhấn phím bất kỳ để gắn, và tôi không khuyến khích bạn làm chỗ này. Nhấn vào thiết lập này nó sẽ mặc định nha, nó sẽ trở về mặc định. Ngôn ngữ nó chỉ có hỗ trợ tiếng Trung Quốc và tiếng Anh thôi. Vậy còn đây là tôi sử dụng cái mon phiên dịch cho nên sẽ dịch như vậy nhé. Rồi đó là những gì chúng ta biết về game Don't Starve Together. Cơ bản, phần đầu của các bạn. Chúng ta sẽ đến với phần 3. Bạn sẽ cố gắng trả tôi ra cái phần 3 của video vì tôi sẽ giúp bạn giải đáp toàn bộ như là toàn bộ về cái con game Don't Starve Together này. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Mình không hớt được bao con trai, tôi bi không tình yêu.